Tuần qua là một tuần đặc biệt của những người làm báo nhân kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Hòa chung không khí sôi nổi này, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam tổ chức triển lãm tranh của các tác giả là những người làm báo. Triển lãm hội họa mang tên 99 giới thiệu 130 tác phẩm của 8 tác giả là những nhà báo gồm Ngô Thành Nhân, Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Tiến Lê, Vũ Kim Sơn, Đỗ Hương, Nguyễn Hồng Nga, Quỳnh Dũng Nhân và Tiểu Tân. Các tác phẩm với nhiều chủ đề khác nhau như tĩnh vật, phong cảnh, chân dung, trừu tượng, sinh hoạt đời thường với các chất liệu sơn dầu, acrylic, màu nước, lụa, bút sắc, vân vân. Đối với những người mà sáng tác thì tôi nghĩ rằng là đều có một cái chung là hướng về cái đẹp, cái thiện. Nó đang được thể hiện ở trong tất cả các cái bức tranh. Mặc dù có rất nhiều cái phương pháp sáng tạo khác nhau, các chất liệu khác nhau, các cái chủ đề khác nhau, nhưng nó đều toát lên một cái điểm chung, tức là tình yêu quê hương, đất nước. Ngoài trừ những họa sĩ chuyên nghiệp, phần lớn tác giả đến giới hội họa khá muộn. Có những nhà báo chỉ mới sáng tác từ 2 đến 3 năm trở lại đây khi đã nghỉ hưu. Là những người gắn bó với hoạt động báo chí, tranh của tác giả không chỉ mang tính thế sự mà còn thể hiện nhiều đề tài đa dạng trong cuộc sống. Những nhà báo bên cạnh cái cây bút, như Bác Hồ nói là những cái vũ khí sắc bén của chiến sĩ cách mạng, thì họ còn có rất nhiều cái cách để họ thể hiện cái tình yêu của mình với đất nước, với con người, với sự nghiệp cách mạng. Triển lãm này kéo dài đến ngày 26 tháng 6 tại cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam để phục vụ công chúng yêu nghệ thuật, những người làm báo đến thưởng lãm.